Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải van lưu hành trên phố 24/24, nhất là trong những cái thành phố mà rất là đông đúc như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc xe nó hay hơn Suzuki, xịn hơn Đông Ben và tốt hơn Kenbo. Đó chính là cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Nếu các bạn đã chán Đông Ben, chán Kenbo và chán Suzuki Cox, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van mang thương hiệu xe Foton, một thương hiệu rất là mới. Và cái chiếc xe này có thể nói là một trong những cái tân binh mà được trang bị rất nhiều cái thứ tốt hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm khác hiện tại đang có trên thị trường. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu. Thì đây là một chiếc xe Foton mà mình đã thiết kế và dán đề can xong và chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Mình các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua về cái sản phẩm này. Trước tiên các bạn nhìn thấy đây là một cái màu sơn rất là độc đáo, nó rất là ít gặp ở trên thị trường. Đây là con đầu tiên của nhà máy, cũng là chiếc xe đầu tiên, Foton van đầu tiên có một màu đen như thế này. Các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được một đơn vị nào mà có cái màu đen như này ngoài mình. Chúng ta sẽ có một cái ngoại hình nó bo tròn, vẫn giống như tất cả những chiếc xe Foton khác mà mình đã từng giới thiệu. Ở đây có cái logo kim cương rất là to bản và rất là nổi tiếng của Foton, các bạn có thể nhìn thấy trên đường rất nhiều rồi. Với những chiếc xe mà hợp tác với Thaco, Lin hoặc là những chiếc xe tải mà cỡ lớn thì nó đều mang cái logo này. Logo này nó chính là cái thương hiệu Foton. Chúng ta có hệ thống đèn pha cos pha bằng halogen rất là to. Ở đây chúng ta có đèn xi nhan này, chúng ta có đèn sương mù dưới, mọi thứ vẫn rất là cơ bản, rất là đầy đủ. Ở đây chúng ta có các khe lấy gió, nó rất là to, rất là lớn. Trên này là đây là khu mà phun nước rửa kính này. Thì cái xe này mình đã đăng ký rồi và chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Với camera đứng sang bên này. Chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Xin lỗi các bạn, hôm nay trời Hà Tiết Hà Nội đang hơi có gió mùa lên, nó rất là bụi. Ở phần rìa chúng ta sẽ nhìn thấy thứ nhất là cái logo Trường Giang này. Thì cái sản phẩm này được lắp ráp tại Trường Giang Đông Phong. Nhà máy Đông Phong thì hợp tác với Foton để cho ra mắt cái dòng sản phẩm này. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Grandtour này. Cái biển tròn này là mình đã chuẩn bị giao tới khách hàng, nên mình đã làm sẵn. Cái xe này đã được ra biển rồi, chuẩn bị giao tới khách hàng. Cái điểm độc đáo đầu tiên mà các cái hãng xe khác hiện tại đang không có, đang yếu hơn cái sản phẩm này, thứ nhất là cái lốp này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái lốp này nó lớn hơn một cỡ so với các cái sản phẩm của các hãng khác như Đông Ben, Kenbo. Lốp lớn cho các bạn bám đường hơn, an toàn hơn, bền bỉ hơn và ổn định hơn. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy một cái logo hông như thế này. Tay lắm cửa bằng nhựa cứng, màu đen tuyền. Màu đen này thì nó rất là đồng bộ với cái xe này. Các bạn thấy xe màu đen, nội thất màu đen. Nội thất các bạn sẽ cùng xem, tay lắm cửa màu đen, tất cả mọi thứ rất là đồng bộ từ cái lốp. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có cái chỗ để tiếp nhiên liệu bằng xe này thì chạy xăng nha các bạn. Thì cái sản phẩm này sử dụng cái động cơ DAM rất là nổi tiếng của Trường Giang. Nó có cái dung tích là 1.5 lít, công suất là 85 kW ở 6.000 vòng. Thì cái động cơ này được sử dụng rất nhiều trên các cái sản phẩm cao cấp của Trường Giang. Có thể các bạn sẽ tìm thấy cái động cơ này ở trên những chiếc xe lên tới 1,5 tấn đến 2 tấn của Trường Giang cũng vậy. Thì cái động cơ này đã được khẳng định rồi, độ bền thì các bạn hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Ở phần hông này các bạn sẽ nhìn thấy bên mình đã dán đề can vào đây. Thì đây là một đơn vị bán về thực phẩm. Đây là Hà Tĩnh Food này, đây là trang web của họ này. Đấy. Bên này cũng là một cái logo khác của họ. Đây là cái biển, bên mình bắt biển xong mình sẽ dán vào đây. Đây cũng là một cái sản phẩm khác mình dán thêm vào. Phần hông này các bạn nhìn thấy một cái điểm tiếp mà mình làm cho cái xe này, đó chính là cái tấm chắn điều hòa này. Đấy, để mình ngăn cái khí lạnh của điều hòa nó từ khoang cabin nó bị xuống khoang dưới thì nó sẽ gây ra tốn nhiên liệu. Đó. Tấm chắn này thì xin lỗi các bạn là cái tấm chắn này nó bền, thế nhưng mà trông nó sẽ không được đẹp lắm. Rồi, ra đằng sau thì mời các bạn ra đằng sau chúng ta sẽ xem đằng sau có gì khác biệt. Đằng sau thì mình cũng chỉ là in các cái thông tin của khách hàng lên trên này, điện thoại này, rồi là cái công việc mà khách hàng làm này, cái logo của họ này. Ở đây chúng ta có một cái logo của Foton tiếp này, đèn hệ thống đèn sau này, tên sản phẩm là Grandtour V5 này, Foton ở đây. Đấy thì cửa sau tất cả mọi thứ vẫn rất là quen thuộc. Cho đến hiện tại, Foton được giới thiệu vào tháng 7, giờ là tháng 1 năm 2020 rồi, mình cũng bán rất nhiều cái xe này rồi. Thì đây là cái lô thứ 3 mà nhà máy sản xuất. Với cái lô thứ 3 này thì chất lượng sản xuất rồi là cái khớp của các linh kiện nó cũng cao cấp hơn nhiều so với những cái sản phẩm mà được sản xuất ở lô thứ 2. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem về cái hệ thống khung gầm của cái sản phẩm này cũng là một cái điểm cực kỳ nổi bật.
các bạn sẽ thấy nó sẽ cao cấp hơn rất nhiều so với những chiếc xe tải van hiện tại đã có trên thị trường. Hệ thống khung gầm này nó rất là chắc chắn, to bản chắc chắn. Mình lần đầu mình nhìn vào thì mình nghĩ rằng đây là những cái hệ thống khung gầm của những cái chiếc xe chạy máy dầu. Nhưng mà khi thì biết được đây là chạy máy xăng thì các bạn thấy rằng với cái hệ thống khung gầm này các bạn vẫn hoàn toàn chở được các cái lượng hàng hóa lên đến hơn 1 tấn không gặp vấn đề gì. Các bạn nhìn thấy nhíp to bản lớn, hệ thống khung gầm chắc chắn, đó là một trong những cái điểm mạnh của sản phẩm này. Cái xe này mình đã lắp sẵn camera lùi cho khách này. Đấy, camera lùi được giấu ở đây. Rồi mời các bạn vào cabin để chúng ta tìm hiểu thêm một chút về cái sản phẩm này. Khi bước vào cabin thì cái điểm đầu tiên các bạn nhìn thấy nó chính là hệ thống ghế da xịn sò của hãng này. Đấy. Với những chiếc xe khác như Kenbo, Dongben thì họ mới sử dụng ghế lì thôi. Đây là có ghế da rồi. Chúng ta có một hệ thống cabin màu đen rất là đẹp, đồng bộ với màu sắc của xe. Thì đây là một cái điểm đánh giá rất cao cái xe màu đen này. Xe màu đen này các bạn đi trong một thời gian nó sẽ không bị cũ, nhìn nó rất là bền màu. Đây, chúng ta sẽ có thêm một cái đặc điểm nữa của cái xe này mà hơn những sản phẩm khác, đó chính là hệ thống phanh ABS. Phanh ABS chỉ có trên những chiếc xe đắt tiền từ 400 triệu trở lên. Nhưng với chiếc xe chưa đến 300 triệu chúng ta đã có rồi. Mình đã từng thử đi cái xe này rồi và mình thấy rằng hệ thống phanh ABS là một trong những cái cực kỳ đáng tiền trên cái xe này. Chúng ta có cái trợ lực lái 45 ma theo quảng cáo của nhà sản xuất, ổn định hơn, bền bỉ hơn và nhẹ hơn so với những chiếc xe khác đang có trên thị trường. Này là một điểm ưu điểm nữa. Chúng ta sẽ thấy là hệ thống USB này của Multimedia này, hệ thống phương tiện FM radio là rất đầy đủ này, đồ họa hai chiều, mọi thứ rất là đẹp. Về cái khoang cabin này nó không rộng được như Dongben, thế nhưng mà mình đánh giá là nó cũng sẽ vừa phải thôi, không vấn đề gì cả. Chúng ta vẫn có kính điện, khóa điện, khóa điện xịn luôn. Đây các bạn nhìn thấy cái camera lùi, camera hành trình này, mình mở lên. Camera lùi, camera hành trình. Đó. Cái này thì mình cũng lắp kèm theo yêu cầu của khách thôi. Đó. Thì cái xe này hiện tại mình giao tên thay khách hàng rất là nhiều rồi và mình nhận được rất là nhiều các ý kiến đóng góp của khách hàng. Nên cái xe này là một trong những cái xe mà họ di chuyển, họ đi rất là thích. Một điểm đặc biệt lưu ý nữa mà mình muốn nhắc đến cho các bạn, đó là hệ thống sắt xi và hệ thống thép của cái sản phẩm này nó sử dụng cái thép tương tự như những chiếc xe con. Các bạn sẽ thấy là cái điểm mà không hài lòng của những chiếc xe Dongben hay Kenbo hiện tại đang có trên thị trường là người ta nói rằng cái vỏ này rất là mỏng, hơi tí là nó sẽ bị móp. Thế nhưng với cái sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn yên tâm, theo quảng cáo của nhà sản xuất nó cứng hơn thép thường tới 40%, giống như những chiếc xe con. Đó là điểm mình khẳng định. Nếu bạn quan tâm đến nó, hãy gọi cho mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.